Mời bà con và quý vị đến với chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, trong hai tuần này, giá lợn tiếp tục tăng thêm 10.000 đồng 1 kg. Đây là đợt tăng giá thịt lợn thứ ba kể từ khi các địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tại các khu chợ Phổ Hiến, chợ Gạo, thành phố Hưng Yên, giá thịt lợn tiếp tục tăng 10.000 đồng kg lên từ 75 đến 80.000 đồng 1 kg thịt lợn thăn có giá 100.000 đồng một kg, thịt lợn ba chỉ có giá từ 110.000 đến 120.000 đồng một kg. Sản lượng tiêu thụ của các gian hàng bán thịt lợn đã trở lại bình thường, trung bình mỗi cửa hàng bán được từ 50 đến 70 kg thịt lợn. Thời điểm này, giá thịt lợn đã tăng ổn định, bà con nông dân cần đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa dịch bệnh, khử trùng trong và ngoài chuồng trại trước khi tái đàn. Mặc dù mới được thành lập, nhưng hợp tác xã sản xuất ổi sau củ quả theo quy trình Việt Gáp ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã có nhiều kết quả, sản lượng và đầu ra ổn định. Hợp tác xã sản xuất ổi rau củ quả xã Hoàn Long có 22 thành viên với tổng diện tích canh tác hơn 5 hecta. Nhiều hội viên trồng nhiều như anh Trần Văn Luyến, Vũ Đình Đoàn, Ngô Xuân Kiên. Sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là ổi, cây ổi chiếm hơn 90% diện tích đất canh tác. Hợp tác xã đã giúp các hội viên được trao đổi kiến thức kinh nghiệm sản xuất, cách trồng ổi bằng phân hữu cơ cho giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời tìm đầu ra thị trường cho sản phẩm. Ổi đang được hợp tác xã bán với giá từ 9.000 đến 10.000 đồng một kg, cao hơn so với năm 2018. Năng suất ổi ước đạt 3 tấn quả trên một sào trên năm, trừ chi phí, các hội viên thu lãi từ 12 đến 15 triệu đồng một sào trên năm. Thưa bà con và quý vị, hiện nay các địa phương đã thu hoạch được gần 90% diện tích lúa và trồng gần 4.000 hecta cây vụ đông. Để sản xuất vụ đông năm 2019 đã được tối đa diện tích gieo trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con cần lưu ý một số vấn đề sau đây. 1. Công tác chuẩn bị trước khi gieo trồng. Áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu hoặc không làm đất. Trồng gối đối với cây ưa ấm như ngô đậu tương, bí xanh, bí đỏ, khoai lang ruộng trồng cây vụ đông phải chủ động tưới tiêu, nhất là những năm gần đây thời tiết diễn biến bất thường, thường có mưa ở đầu vụ, cần lên luống, vét rãnh sâu xung quanh để đảm bảo tiêu thoát tốt. Đồng thời khi bị hạn tưới nước vào được thuận lợi, đảm bảo ruộng không bị khô hạn ngập úng. 2. Thầy vụ gieo trồng và cơ cấu giống. Thầy vụ, mỗi loại cây trồng cần được gieo trồng trong khung thầy vụ tốt nhất, cụ thể. Đối với cây ưa ấm, nên gieo bầu để tranh thủ thầy vụ, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu hoặc không làm đất, với cây vụ đông ưa ấm, gieo càng sớm năng suất càng cao, vì vậy các giống ngắn ngày có thể gieo vào trà của giống dài ngày. Đối với cây ưa lạnh, khoai tây trồng từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, cây rau có thể gieo trồng dài vụ. Cơ cấu giống, chủ yếu sử dụng giống ngắn ngày năng suất cao, cây rau màu các loại, mở rộng diện tích trồng cây rau thực phẩm, nhất là cây ưa lạnh có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, sử dụng các giống hạt lai F1. 3. Bón phân bón phân cân đối và hợp lý để nâng cao chất lượng sản phẩm nên sử dụng phân bón tổng hợp NPK hoặc NPK đa yếu tố chuyên dùng cho từng loại cây, thu gom rơm dạ và các phế phụ phẩm dư thừa để tận dụng nguồn phân hữu cơ, bón đủ lượng, chú ý bón lót là chủ yếu, bón thuốc sớm. 4. Phòng trừ sâu bệnh kịp thời, coi trọng công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ đông, sử dụng bẫy bà chua ngọt để diệt con trưởng thành thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp thời. Bà con và quý vị vừa theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn bà con và quý vị đã dành thời gian theo dõi.